Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục phê phim hóa Nên mà chúng tôi phân tích các bộ phim mà chúng tôi nghĩ là hay Nếu các bạn muốn chúng tôi phân tích những bộ phim nào tiếp theo Hãy comment bên dưới Trước khi những cái tên như là Wii Studio, Ufotable hay là Mappa xuất hiện thì trong quá khứ, thời đại mà anime chủ yếu vẫn được vẽ bằng tay và những thứ như này chưa xuất hiện thì đó là lúc mà Studio Ghibli đang tung hoành. Cho dù có phải Weibo hay không thì tôi chắc chắn rằng bạn đã từng nghe đến cái tên này vì đây là studio anime đã làm ra nhất nhiều bộ phim nổi tiếng như là Princess Mononoke, Kazetachinu, Kokuriko Zakakara và đặc biệt là Spirited Away hay bản dịch tiếng Việt là Vùng đất linh hồn. Đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên của Nhật Bản đoạt giải Oscar và doanh thu phòng vé cứ phải gọi là kỷ lục cho đến khi nó bị xoán ngôi bởi em gái bỗng hóa quỷ dữ, thanh niên trừ yêu hay là thanh niên hành nghề trừ yêu để cứu em gái. Nhưng mà nhắc đến Ghibli thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Vùng đất linh hồn và ngược lại nhắc đến Vùng đất linh hồn thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Ghibli. và người tạo ra cả hai thứ đó là Miyazaki Hayao ông là ai Miyazaki sinh ngày 5 tháng 1 năm 1941 là một họa sĩ diễn hoạt, nhà làm phim và một doanh nhân kiêm họa sĩ truyện tranh người Nhật Bản. Nếu mà giới thiệu như thế thì chắc chắn là bạn sẽ chẳng quan tâm ông này là ai. Nhưng mà nếu nói rằng đây là cha đẻ của Ghibli, người đã sinh ra mấy bộ phim hoạt hình mà bạn xem từ thủa chưa mọc cái gì cả, thì chắc chắn là cũng không biết nhưng mà nghe nói ngầu hơn. Nhắc đến Miyazaki thì người ta sẽ nghĩ đến ngay ra tài phim ảnh đồ sộ của ông. Từ những bộ phim đơn giản là chỉ dành cho trẻ em, đến những bộ phim dành cho trẻ em nhưng mà không đơn giản. Tuy nhiên, Trước khi trở thành một Miyazaki huyền thoại như bây giờ thì ông cũng có từng thời gian bán mình cho tư bản tại Toei Animation, một studio làm anime có lịch sử lâu đời, sản xuất ra những huyền thoại như là One Piece, Dragon Ball hay là Sailor Moon. Tại Toei thì Miyazaki đã được gặp Takahata Isao, cấp trên và cũng là bạn thân của Miyazaki trong suốt phần đời còn lại. Hai linh hồn nghệ sĩ gặp nhau và thứ họ tạo ra là một tác phẩm nghệ thuật. Những bộ phim đáng chú ý của Miyazaki vào thời điểm đó có thể kể đến như là Doki March hay là Gulliver's Travels Beyond the Moon tuy nhiên khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Miyazaki nhận ra rằng mình cần phải nhảy việc và bến đỗ tiếp theo của ông chính là A Pro nơi mà ông cùng đồng nghiệp cũ là Takahata đã tạo ra Lupin 3 bộ phim kể về cháu của siêu trộm thế kỷ Arsène Lupin khi mà khôi phục lại truyền thống nghề nghiệp gia đình phim ấy khá hay đấy và nó cũng đạt được một số thành công nhất định nhưng mà thế là chưa đủ để giữ chân Miyazaki nên là ông lại tiếp tục nhảy việc để tìm một bến đỗ thuộc về mình nhưng rồi cuối cùng sau nhiều lần nhảy việc từ Yuizou Eizo World Masterpiece Theater cho đến Tokyo Movie Shinsha thì Miyazaki nhận ra nếu không tìm được nơi nào thuộc về mình thì hãy tạo ra nó và đó cũng chính là cách mà Studio Ghibli ra đời. Ghibli Studio thành lập vào năm 1985 bởi Miyazaki và hai người bạn đồng sáng lập là Takahata Isao và Suzuki Toshio. Nhắc đến Suzuki Toshio thì không thể nào quên được câu nói của Miyazaki dành cho ông. Nếu không nhờ Suzuki thì cũng sẽ chẳng có Studio Ghibli. Và hẳn là vậy bởi vì vào những năm 80 của thế kỷ 20, sản xuất một movie anime chiếu rạp có thể nói là cực kỳ mạo hiểm hay nói thẳng ra là liều vừa lờ tại vì khả năng lỗ là rất cao vậy mà suzuki toshio vẫn sẵn sàng giúp đỡ miyazaki tạo nên một nàng công chúa ở thung lũng gió bộ phim lấy chủ đề phiêu lưu thời hậu tận thế xoay quanh nhân vật chính là công chúa nausica của thung lũng gió sau khi ra mắt thì nausica of the valley of the wind đã rất thành công về mặt thương mại với hàng triệu người xem tại các cụm rạp lớn nhỏ đây cũng là tiền đề cho sự thành công sau này của các bộ phim do ghibli sản xuất mà phát súng đầu tiên là laputa lâu đài trên không ra mắt vào năm 1986 Câu chuyện kể về một cậu bé thợ mỏ tên là Pazu Có hoài bão to lớn là một ngày nào đó sẽ được khám phá bầu trời vĩ đại Đáp lại nguyện cầu từ đứa trẻ chăm chỉ manifest Thì định mệnh đã giúp Pazu vô tình gặp được Shita Một cô gái kỳ lạ với phiền đá xanh đeo trên cổ Giúp cô rơi chậm chậm từ trên không trung Phiền đá này chính là chìa khóa dẫn tới Laputa Một xứ sở truyền thuyết luôn bị săn đuổi bởi không tặc Từ đó câu chuyện phiêu lưu của hai bạn trẻ chính thức diễn ra Ngay sau khi ra mắt thì Laputa đã nhận được về nhiều sự chú ý và thành công mang về bảy tỷ yên phòng vé một lần nữa khẳng định vị thế của Miyazaki cũng như là thành công ghi danh Ghibli trong bản đồ của nền công nghiệp anime manga. Thừa thắng xông lên năm 1988 Tonari no Totoro, hay hàng xóm của tôi là Totoro ra mắt và gần 40 năm kể từ ngày đó, bộ phim vẫn nằm trong danh sách những bộ phim hoạt hình được yêu thích nhất của Ghibli và nhân vật Totoro đã trở thành biểu tượng yêu thích của rất nhiều người, thậm chí sau này Totoro còn trở thành linh vật của Ghibli. Sự thành công của Tonari no Totoro chính là bước đệm quan trọng giúp Miyazaki tạo ra một bộ anime movie phá đảo phòng vé Nhật Bản lúc bấy giờ. Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki, câu chuyện kể về Kiki, một cô bé phù thủy tươi sáng và đáng yêu, năm 13 tuổi không cần một con cú nào gõ cửa thì Kiki bắt đầu hành trình của mình tại một thành phố ven biển. Ở đây thì cô gặp những người bạn thân thiện và tốt bụng cũng như được chứng kiến khía cạnh thú vị của cuộc sống thường nhật. Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki đã trở thành một trong những bộ phim hoạt hình được yêu thích nhất mọi thời đại và bằng chứng cho điều đó là tổng doanh thu phòng vé lên tới 4,3 tỷ yên. 3 năm sau thì Rosso được ra mắt. Bộ phim kể về con lợn này thì nói chung là tôi biết bạn đang thấy là con này trông vô chi Nhưng mà Pocoroso không vô chi như vẻ ngoài của nó Bối cảnh của phim nằm giữa hai cuộc thế chiến Đây là khoảng thời gian mà thế giới gặp nhiều biến động Hơn cả giọng hát live của Jack Pocoroso, một phi công phù thủy phi cơ chuyên săn tiền thưởng Nhưng lại bị biến thành lợn sau thế chiến thứ nhất Và cả bộ phim là quá trình tìm lại danh dự và tâm hồn thực sự của Poco So với các bộ phim khác của Miyazaki thì Pokoroso không chỉ là câu chuyện về một cuộc phiêu lưu mà còn là bức tranh phản ánh hiện thực chiến tranh và cuộc sống của con người trong thời điểm gian khó. Mặc dù là không bùng nổ lớn về mặt phòng vé nhưng mà Pokoroso lại được đánh giá cao bởi giới chuyên môn. Thực ra là đa số phim ảnh đều thế. Cho đến năm 1997 thì Miyazaki ra mắt Princess Mononoke không chỉ thành công với giới chuyên môn mà còn nhận được giải từ Viện Hàn Lâm Nhật Bản doanh thu 14 tỷ yên, đỉnh nóc kịch trần của năm 1997. Đây cũng là bộ phim đầu tiên mà Miyazaki áp dụng công nghệ CGI Mặc dù chưa thể coi là hoàn hảo nhưng mà ít ra là nó vẫn hơn cái này Và vào năm 2001, siêu phẩm Spirited Away ra mắt mang đến một cơn địa chấn theo đúng nghĩa đen khi vừa trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Nhật Bản vừa ẵm luôn giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất. Pirated Away hay Vùng đất linh hồn là câu chuyện kể về Chihiro, một cô bé 10 tuổi Đối với trẻ em ở thời điểm này thì bạn bè là một thứ vô cùng quan trọng Vì vậy khi mà phải chuyển trường để đi theo bố mẹ thì cô đã rất buồn Nhưng mà mưa nào không tạnh, buồn nào không tan Nhưng mà Chihiro thì phải buồn hơn tiếp Tại vì cha mẹ Chihiro đã biến thành lợn sau khi lạc vào vùng đất linh hồn Do ăn phải thức ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ Thế là để trả nợ cho cha mẹ Chihiro buộc phải bán mình cho tư bản Yubaba Làm việc như trâu như chó ở một nhà tắm công cộng Nhưng mà chính điều này đã mở ra cuộc phiêu lưu đầy thần bí cho cô Nhìn chung thì đó là nội dung của bộ phim Tuy nhiên là bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao nhân vật chính lại là Chihiro chứ không phải là cuối cùng mới có một bộ anime mà nhân vật chính đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của tao thì đối với các bộ phim của Ghibli đặc biệt là phim của Miyazaki thì trẻ em luôn là đối tượng được hướng đến hàng đầu nghe hơi sai tí. Nhất là trẻ em dưới 13 tuổi nghe vẫn sai. Mà đối với trẻ em dưới 13 tuổi thì bạn không nên tạo ra một câu chuyện kiểu cuối cùng mới có một bộ anime mà nhân vật chính đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của tao. Nếu mà không muốn sau này chúng nó thành rapper. Vì vậy mà câu chuyện phiêu lưu của một cô bé 10 tuổi sẽ dễ dàng chạm tới trái tim của những đứa trẻ hơn. Hành trình trưởng thành của Chihiro sẽ mang theo cả hành trình của những đứa bé đón xem cô bé và trở thành những người bạn tinh thần vững chắc. Trước vùng đất linh hồn thì Miyazaki cũng đã có những bộ phim về các bé gái như là Dịch vụ giao hàng của Thủy Kiki hay là hàng xóm tôi là Totoro nhưng mà chưa bộ phim nào thực sự tập trung về hành trình phát triển của một đứa trẻ kiểu Kiki thì tập trung nhiều hơn vào cuộc sống của người dân trong thị trấn và trẻ con như một tấm gương phản chiếu nỗi lòng của người trưởng thành còn hàng xóm của tôi là Totoro thì uh, là về Totoro. Chính vì vậy mà vùng đất linh hồn sẽ là cơ hội để Miyazaki thực hiện điều này. Nhân vật chính cô bé Chihiro được lấy cảm hứng từ cô con gái 10 tuổi của trợ lý sản xuất Okuda Seiji, người thường đến thăm ông mỗi dịp hè. Vì được lấy cảm hứng từ một đứa trẻ có thật nên là bản thân Chihiro cũng được xây dựng rất trẻ con, từ việc cô bé tỏ ra buồn bã khi phải xa bạn bè, cho đến việc Chihiro luôn ngu ngơ với tất cả mọi thứ, không biết cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ, không biết gõ cửa trước khi vào phòng người khác, phải dựa dẫm vào Haku thì mới có thể sống sót. Nhưng cũng vì là trẻ em nên tâm hồn của Chihiro cực kỳ trong sáng trái ngược với những hình ảnh người lớn hoặc là ma người lớn hoặc là cái gì cũng được sẵn sàng tăng ca vì tiền thì chi Chihiro hoàn toàn không quan tâm đến việc nhận được vàng từ vô diện mà chỉ muốn đi gặp ông Kamaji vì không ham muốn vật chất nên là Chihiro cũng không giống với người lớn thực dụng kể cả khi vô diện chỉ là một bóng ma mờ nhạt thì Chihiro cũng dành sự tôn trọng cho ông ta chính điều này đã tạo nên thiện cảm và khiến vô diện yêu quý Chihiro tuy nhiên thì nếu vùng đất linh hồn chỉ là câu chuyện cho một đứa trẻ con thì nó đã không nổi tiếng đến thế bộ phim này còn là hành trình trưởng thành của Chihiro xuất phát điểm là một một cô bé thụ động làm gì cũng bị nhắc nhở nhưng mà Chihiro đã dần trưởng thành khi mà làm việc tại nhà tắm công cộng của Jubaba trong khoảng thời gian đầu khi mới lạc tới vùng đất linh hồn Chihiro đúng như là sinh viên năm nhất mới lên Hà Nội đụng gì cũng không biết mỗi tội là 10 tuổi thôi nếu không có Haku thì phim chắc là hết từ phút thứ 10 nhưng sau khi gặp Jubaba và ký hợp đồng nô lệ ừ, thì nó cũng vẫn thế thôi nhưng mà đã có sự cố gắng hơn mặc dù không theo kịp công việc ở nhà tắm làm gì cũng bị bỏ lại phía sau nhưng mà thay vì than vãn thì Chihiro luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình kể cả đó là tắm cho cộng đồng mạng đi chăng nữa chính vì cái đức tính tốt này mà cô bé nhận được lời khen của sếp dù rõ ràng đây là chai labor sự trưởng thành của Chihiro còn thể hiện ở chỗ là có thể tự đưa ra quyết định Một trong số đó là giúp Haku trả lại con ấn cho Geniba Haku vốn là một dòng sông nhưng vì bị Zubaba cướp mất tên gọi Nên là phải làm tất cả những việc bà ta yêu cầu Kể cả việc xấu như là ăn cắp con ấn của người chị sinh đôi Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là mặc dù Chihiro rất yêu quý Haku Thậm chí là còn nợ ơn của anh ta Nhưng mà cô bé không vì thế mà chấp nhận những việc làm sai Sẵn sàng vượt ngàn trong gai để trả con ấn cho Geniba Cũng như là xin lỗi thay cho Haku Và Geniba dù ban đầu xuất hiện là một bà bà lão khó ưa ngang em mình nhưng mà khi nghe được lời thành tâm xin lỗi từ chihiro đã trở nên dịu dàng hơn hẳn đây không chỉ đơn thuần là sự trưởng thành của chihiro mà là còn bài học cho những đứa trẻ phải biết phân biệt đúng sai và làm sai thì phải biết xin lỗi chứ không phải là cháu nó bé nó biết gì đâu Trái ngược với Chihiro là hình ảnh của Bao con trai Jubaba. Dù ngoại hình trông như kiểu có thể hạ đo ván John Cena nếu mà gạ kèo, nhưng mà Bao vẫn không dám bước chân ra khỏi cái nôi của mình, tại vì cậu ta sợ bị thương, hoặc đúng hơn là mẹ của bau nói thế. Những đứa trẻ được nuôi dậy trong môi trường bao bọc sẽ trở nên yếu đuối và không biết phân biệt đúng sai. Khi bị Chihiro từ chối chơi cùng, bau đã lập tức ăn vạ. Cậu này cho mình là trung tâm và ai cũng như mẹ mình, chỉ cần khóc là xong chuyện. Tuy nhiên thì thế giới bên ngoài nó không như thế. Vừa bước chân ra khỏi cửa, bau đã bị Jenny Ba biến thành con chuột rồi nhận ngay một vé phiêu lưu cùng Chihiro. Nhưng mà cũng nhờ chuyến đi này mà Bow đã trưởng thành hơn, biết đối nhân xử thế hơn một tí và quan trọng là dám bước đi bằng đôi chân của mình. Đây cũng là một bài học khác mà Miyazaki muốn gửi tới những bậc làm cha mẹ là hãy yêu thương con cái của mình chứ đừng bao bọc nó. Ngoài bài học với những đứa trẻ thì vùng đất linh hồn là phản ánh xã hội loài người thông qua nhân vật vô diện Trong văn hóa Nhật Bản thì vô diện được gọi là Noperabou, một jokai tồn tại ở truyền thuyết Nhật Bản Tương truyền Noperabou có vẻ ngoài trông giống hết con người, chỉ khác gương mặt Gương mặt của nó là một khoảng trắng, không mắt, không miệng, không mũi, nói chung là không có gì cả Trên con đường vắng vẻ vào buổi đêm, khi các nạn nhân đang tìm kiếm hình bóng con người để cảm thấy yên tâm hơn Thì Noperabou sẽ xuất hiện Ban đầu các nạn nhân sẽ thấy thật trùng hợp, nhẹ nhõm, an toàn Cho đến khi nó từ từ quay lại và... Vô diện của Ghibli đã được làm khác đi rất nhiều so với bản gốc Thay vì không có mặt Vô diện được đeo luôn mặt nạ Và thay vì dọa người thì ban đầu nó chỉ tồn tại như một bóng ma vô hại Ngoài Chihiro không một ai chú ý đến vô diện Và có lẽ là nó cứ sống mãi như thế Nếu không được Chihiro mở cửa cho bước chân vào nhà tắm Tại nơi này, vô diện lần đầu được chứng kiến cách xã hội hoạt động, những nhân viên nhà tắm ban đầu đều tỏ ra kinh tởm với vị thần sông, nhưng sau khi nhận được vàng thì đều như phim của Lý Hải, lật mặt rất nhanh. Vì vậy mà đối với vô diện lúc đó, vàng giống như một vũ khí giúp có được tình yêu của mọi người. Suy nghĩ đơn giản như vậy bởi vì vô diện hoàn toàn là một tờ giấy trắng, nó vô hại và hiền lành, nhưng sau khi đã hấp thụ những điều xấu xa, đầu tiên là con ếch, sau đó là thức ăn và sự phục vụ giả tạo của các nhân viên nhà tắm đã khiến vô diện dần đánh mất bản thân ban đầu. Vì vậy khi mà bị Chihiro phú nó đã trở nên phát điên có thể nói là vô diện đại diện cho mỗi con người trong xã hội bất cứ ai khi mới sinh ra đều là những tờ giấy trắng hiền lành giống như vô diện ban đầu nhưng sau khi tiếp xúc với xã hội với những điều xấu đã dần bị tha hóa và đánh mất đi bản thân ban đầu đã có người hoàn toàn lún sâu vào vũng bùn nhưng mà cũng có người tìm được lối ra nhưng cách mà chi hero cho vô diện ăn viên thảo mộc viên thuốc khiến vô diện nôn hết tất cả những thứ nó đã ăn và trở thành một con ma hiền lành sự lương thiện lòng chân thành và quan trọng nhất là một trái tim không hận muốn của chi hero đã cảm hóa vô diện vô diện đối với mỗi người khác nhau thì sẽ có một cách đối xử khác nhau Nó sống theo kiểu là người ta tốt với mình thì mình tốt lại Chihiro đã mời vô diện vào quán khi thấy nó đứng ngoài trời mưa tầm tã Đối xử với vô diện như bao người khách khác Còn những người khác làm tốt đối với vô diện thì đều là vì muốn vàng của nó chứ không hề có thực tâm Đó là lý do vô diện dần trở nên hung ác Nó trở nên hung ác đều là vì lòng tham Mà lòng tham của con người là không đáy Lòng tham càng lớn thì con người càng trở nên hung ác, thô bạo Nhưng khi vô diện được Chihiro đưa ra khỏi nhà tắm công cộng và đến với Zenibar, thì nó đã trở về với bản chất tốt đẹp ban đầu Ghibli luôn lồng ghép những cái giá trị như vậy vào các bộ phim của mình Nhưng mà thay vì tống cho người xem đúng lời dẫn chuyện Hoặc là một nhân vật nào đó bắt đầu đứng lên rồi nói đạo lý Thì Miyazaki lại lồng ghép nó vào những câu chuyện để cho người xem tự ngẫm ra kể cả là câu chuyện về vấn đề bảo vệ môi trường thì vùng đất linh hồn đã phản ánh thực trạng ô nhiễm môi trường và sự bất lực của con người khi đối mặt với thiên nhiên ở khoảng giữa phim khi mà Chihiro mới vào làm việc tại nhà tắm thì đã có một vị khách trông như cộng đồng mạng xuất hiện ông ta bốc mùi hôi thối đến nỗi bát cơm của Rin vừa bê ra thiêu luôn ừ trong kinh tởm thế đấy nhưng mà đây lại chính là vị thần sông nổi tiếng và tất cả những thứ khiến ông ta bốc mùi đều đến từ rác thải của con người vấn đề bảo vệ môi trường luôn được Miyazaki cài cám vào các bộ phim của mình như là Princess Mononoke hay là cô bé người đá Ponyo nhưng mà tại sao lại là sông thì từ xưa đến nay dòng sông luôn gắn liền với cuộc sống của con người những nền văn minh đầu tiên trên thế giới cũng đều xuất phát từ con nước dòng sông có thể coi là cội nguồn của con người nhưng mà thay vì bảo vệ nó thì con người lại xả thải khiến dòng sông bị ô nhiễm điều này đối với tự nhiên thì không khác nào một sự sự phản bội không chỉ thế mà sự phát triển của con người còn khiến cho những dòng sông dần biến mất như haku là một ví dụ khi còn bé thì chihiro luôn vui chơi cùng haku khi đó là một dòng sông nhưng mà bây giờ khi cô bé trưởng thành dòng sông đã bị lấp và thay vào đó là những công trình kiến trúc hiện đại thông điệp mà miyazaki muốn truyền tải tới con người ở đây là vô cùng đơn giản phá hoại môi trường ít thôi Vùng đất linh hồn đã thực sự làm rất tốt về mặt nội dung Nhưng mà để trở thành một bộ phim hay Thì phần hình ảnh là thứ không thể bỏ qua Và rõ ràng là Miyazaki đã làm điều đó quá tốt trong vùng đất linh hồn Điều đầu tiên cần phải nói đến là âm hưởng của thần đạo Shinto Đây là tôn giáo bản địa của người Nhật Đã ra đời và phát triển từ rất lâu Ăn sâu vào tiềm thức cũng như trái tim của người dân Nhật Bản Đối với thần đạo thì Kami hay là các linh hồn vị thần tồn tại ở mọi nơi Và có thể là bất cứ thứ gì hiện hữu như là cành cây hay sỏi đá Tất cả mọi vật đều có linh hồn và tiếng nói của riêng mình và con người chẳng qua cũng chỉ là một phần trong dòng chảy này. Trong vùng đất linh hồn, ngay từ phân cảnh đầu tiên khi bố mẹ của Chihiro bị lạc đường và rẽ nhầm vào núi, tại đây đã xuất hiện hình ảnh của một Dosuijin Đây là những hình tượng thần giám hộ được làm bằng đá, thường được đặt ở bên đường, trung tâm một ngôi làng hay là giữa những ngã ba để phù hộ cho khách hành hương và dân làng tránh khỏi dịch bệnh, cũng như là xua đuổi tà ma. Không chỉ vậy mà thần đạo còn được thể hiện qua từng lối kiến trúc, từ những tòa nhà mái ngói màu đỏ cho đến những yokai làm việc tại nhà tắm công cộng. Các kami như là thần sông cũng hiện lên một cách rất hữu hình dễ xem với trẻ em và thu hút với người lớn đây cũng là một cách để quảng bá văn hóa của người nhật và bên cạnh những nét văn hóa truyền thống thì thế giới của vùng đất linh hồn vẫn có những công trình kiến trúc hiện đại như là những tòa nhà chọc trời đậm nét phương tây ở thế giới bên ngoài trái ngược hẳn với vùng đất linh hồn toàn là nhà ngói đỏ Nói là vậy nhưng mà thực ra ngay bên trong vùng đất linh hồn thì cũng có những thứ trông rất hiện đại, ví dụ như là quán cà phê phong cách phương Tây ngay bên cạnh một ngôi đền truyền thống hay là con tàu đi trên nước được lấy cảm hứng từ ga Shimonada, một nhà ga thuộc tuyến đường sắt Josan ở bờ biển phía tây bắc của đảo Shikoku, tỉnh Ehime đường sắt vốn là công trình của phương Tây và tại một nơi mang đậm tính truyền thống Nhật Bản như vùng đất linh hồn thì sự xuất hiện của ga tàu này đã tạo nên một cảm giác rất đặc biệt. Nó vừa lạ nhưng mà lại không hề lạ tí nào, tại vì ngay từ đầu sự xuất hiện của vùng đất linh hồn đã kỳ lạ rồi nên là có thêm vài thứ lạ thì cũng không lạ lắm. Và để tạo ra được những phân cảnh này thì Ghibli đã mất tận 6 năm để ngồi vẽ Mỗi chi tiết trong phim đều được làm rất chỉn chu Ý là họ đã thực sự tỉa con cá này rất kỹ ấy. Bên cạnh đó thì từ sau Princess Mononoke Thì Miyazaki và các cộng sự của ông Cũng đã có thêm kinh nghiệm trong việc áp dụng CGI vào làm anime Và đến vùng đất linh hồn thì chúng ta đã được chiêm ngưỡng thành quả đó Thực ra là nó cũng không nhiều đến thế Bởi vì họ chỉ sử dụng CGI cho các vật thể như là cái bức tượng Dosuji này Còn chủ yếu là vẽ tay CGI hay là công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính Thường được sử dụng để thúc đẩy nhanh quá trình hoàn thiện một bộ anime Vì tính tiện lợi cũng như là khả năng khiến cho các vật thể di chuyển mượt mà hơn. Nếu sử dụng đúng lúc đúng chỗ thì bạn sẽ có tập cuối của Kimetsu no Yaiba Season 4. Còn nếu không thì bạn sẽ có kiếm sĩ si đen với chim trắng mồ côi bản 2016. Thế nên cái việc Miyazaki và Ghibli Studio không chú trọng đến CGI hoàn toàn là một quyết định hợp lý bởi vì người ta vẫn thường nhớ đến Ghibli qua những thước phim đẹp như tranh vẽ chứ không phải là mấy cái mô hình 3D cầm kiếm chém nhau. Và việc tận dụng thế mạnh này đã tạo nên một vùng đất linh hồn đẹp đẽ và kỳ bí như chính tên gọi của nó. Vùng đất linh hồn không chỉ là một bộ phim yêu thích của tôi mà còn là tuổi thơ của rất nhiều người. Phim rất hay và có nhiều ý nghĩa nên là nếu bạn chưa xem thì tôi khuyên thử là bạn nên xem một lần và tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại